Erling Haaland và 10 bảng hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester City. 10. Benjamin Mendy, 57,5 triệu euro từ Monaco. 9. Erling Haaland, 60 triệu euro từ Dortmund. 8. Rodri, 62,7 triệu euro từ Atletico Madrid. 7. Raheem Sterling, 63,7 triệu euro từ Liverpool. 6. Aymeric Laporte, 65 triệu euro từ Athletic Bilbao. 5. João Cancelo, 65 triệu euro từ Juventus. 4. Riyad Mahrez, 67,8 triệu euro từ Leicester City. 3. Ruben Dias, 68 triệu euro từ Benfica. 2. Kevin De Bruyne, 76 triệu euro từ Wolfsburg. Và vị trí số 1, Jack Grealish, 117,5 triệu euro từ Aston Villa. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.